À, em thì cũng một vài ba mối tình chị ạ. Nhưng Một mà vài ba. kiểu như là trên tình bạn và dưới tình yêu ấy ạ. Nó chưa có phải thực sự sâu sắc. Thế cái tướng mạo ưa nhìn một chút, cao tầm khoảng 1m8 trở lên là được. Ôi trời ơi, em đang mét khó nhiêu, đấy. em sang sảng em nói cho chị nghe coi. Em mét 72 chị. Mét 72 là quá Quá rồi. rồi, được rồi đó. Ừ, vậy được rồi. Thì cũng hy vọng là anh có thể là đổi sở thích lại một chút xíu, có thể là cùng nhau đi xem những trận bóng yêu thích. Gái bây giờ thì hai bạn đã có mặt trên sân khấu, cách nhau cái hàng rào thôi. Rồi, mình giới thiệu lớn về cho bên kia nghe luôn nha em. Dạ, đầu tiên thì em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Em chào chị Hồng Vân. Chào em. Xin chào tất cả quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay hôm nay. Em tên là Nguyễn Văn Thanh, năm nay em 29 tuổi. Hiện em đang là nhân viên IT của một công ty lập trình web ở bên Gò Vấp. Quê em ở dưới Đồng Nai. Đó là lý lịch trên ngang của nhà trai đó. Rồi bây giờ đến nhà gái chúng tôi, em giới thiệu đi. Dạ em xin chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh, chào bạn trai và chào tất cả các khán giả trong trường quay ạ. Em tên là Nguyễn Thị Lan, năm nay thì em 32 tuổi ạ. Hiện thì em đang sinh sống tại Bình Dương và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ em làm bên trưởng bộ phận quản lý về voucher combo cao cấp của một của công ty du lịch Việt Nam ạ. Rồi bây giờ em nói luôn cái phần ưu điểm nhược điểm của mình đi. Dạ theo em thấy thì ưu điểm của em thì em là người rất là hòa đồng, quan tâm đến mọi người xung quanh. Còn nhược điểm của em thì em hơi bị nóng tính và nhiều khi em lý. Mời nhà trai. Em có ưu điểm gì? Thì em về cái ưu điểm của em thì em khá là vui vẻ. Nghĩa là em cũng là một người hay chia sẻ mọi vấn đề lắm. Em cũng hay ca hát. Rồi điểm yếu là gì? Điểm yếu của em thì em có hút thuốc. Hút thuốc hả? Nhiều không? Cũng tương đối thôi ạ. Bớt hút là được ha. Dạ. Chút xíu thế thì nào đàn gái cũng nói vụ thuốc cho coi. Bạn nữ bên kia là sinh năm 89 đúng không? Dạ đúng rồi anh Linh. Bên đây bạn nam sinh năm 91, nữ lớn hơn 2, trai lớn 1. Sinh năm 91 là tuổi gì Thanh nhỉ? Tuổi mùi ạ. 89 là tuổi gì ta? Tuổi con rắn anh ạ. Rắn hả? Dạ. Tí sụ dùng mèo thình tị ngọ mùi thân dậu thức hợi. Hợp. Hợp. Hợp hả? Hợp hợp hợp. Em có mấy mối tình rồi? Em thì cũng một vài ba mối tình chị ạ. Nhưng một mà vài ba. Dạ. Kiểu như là trên tình bạn và dưới tình yêu ấy ạ, nó chưa có phải là thực sự sâu sắc. Nhưng mà nó đã có một cái mối tình nào mà thực sự là tình yêu chưa, hay là cả ba vài ba mối tình nó đều là như vậy? Em nghĩ thì là cái mối tình gọi như là gần đây nhất của em ấy là cách đây 6 năm. Trời ơi, 6 năm trời. Dạ vâng ạ. Rồi cô gái là người độc thân. Dạ đúng rồi thôi. Dạ đúng rồi. Vậy đó. Dạ. Dạ nhà gái xin hết ạ. Nhà trai, mấy mối tình thì thông báo cho bên kia biết đi. Em thì trước giờ cũng chỉ có một mối duy nhất thôi anh ạ. Nó cách đây khoảng cũng hơn 6 năm. Mối đó kéo dài mấy năm? Cũng được gần 1 năm ạ. Tại sao lại chia tay? Thì nói chung là nó cũng có mâu thuẫn về bên cái tính cách và không cái hợp, cái luồng suy nghĩ nó khác nhau. Rồi, cho mọi người cũng biết ha. Chào em. Có nghĩa là bây giờ lý lịch trích ngang về tình sử của nhà trai nhà gái rồi gần như nhau. Chỉ có là trên tình bạn xíu, dưới tình yêu xíu đúng không? Và cũng 6 năm trời ăn ở không rồi đó. Vậy thì bây giờ cái mong muốn của em với một cái người bạn gái, bạn ấy sẽ như thế nào? Thì em muốn cái mẫu người bạn gái của em á là một người biết cư xử với mọi người và biết lo lắng cho gia đình. Và thứ hai là có cái đức tính trung thủy. Và có một số cái bên như là không có hình xăm lớn. Và không nói nhiều. Nhưng mà chị hỏi nè, em có thích một người phụ nữ sống lý trí không? Thì cái mẫu người đó thì với em là hợp, là mẫu người mà dứt khoát trong chuyện tình cảm. Vậy thì bên đây chỉ là 90% rồi đó em. Coi đàn gái coi sao nha. Dạ em chào đàn gái. Dạ. Dễ thương. Đàn trai nhìn qua là thấy ok. Được rồi đó. Em không thích đàn ông có điều gì? Em không thích đàn ông hút thuốc. Tối kỵ đó, tối kỵ đó. Dạ. Anh nói là thế nào dù đâu xảy ra thôi. Rồi chúc hai bạn thỏa thuận với nhau đi ha. Rồi ông thích gì nữa? Dạ lăng nhăng nữa anh ạ. Em thì là một người cực kỳ trung thủy. Đúng rồi, bạn kia muốn em trung thủy. Dạ và em đòi hỏi cái sự trung thủy người bạn trai của mình rất cao. Nói chung ai cũng mong muốn sự trung thủy của đối phương cả.
Em thích mẫu người lý tưởng như thế nào? Em mong muốn là một người độc lập, độc lập về suy nghĩ, độc lập về tài chính, và có những cái gọi như là quyết đoán trong cái công việc lẫn cuộc sống. Rồi còn ngoại hình thì sao? Ngoại hình thì nói chung là em cũng mong muốn một người cái tướng mạo ưa nhìn một chút, cao tầm khoảng 1m8 trở lên. Ôi trời ơi, em mét nhiêu? Em sang sảng em nói cho chị nghe thôi. Em mét 72 chị. Mét 72 là quá rồi. Quá rồi, được rồi đó. Vậy được rồi. Mét 8 khó chịu lắm. Vô mà cao còn phải làm cửa, phải làm em cửa. Em xin lỗi, em nói nhầm là 1m68. À, phải làm em cửa. Em xin lỗi, em nói nhầm là 1m68. À, 68 rồi. Mình vô được. 72, yên tâm đi. Rồi. Đây, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân rồi, mình cho họ gặp mặt nha. Em đi với ai vậy? Dạ, em đi cùng với mẹ em, rồi anh chị của em với cả bạn của em ạ. Rồi, có gia đình nữa. Xin chào bác, chào cả nhà. Mình có ý kiến thế nào về chàng rể tương lai này không bác? Chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Dạ. Tôi là mẹ của cháu Lan. Thì làm cha làm mẹ thì ai cũng muốn cho con mình có một gia đình nhỏ. Thấy chàng rể tương lai thì cũng được. Còn theo quyết định của hai cháu nữa chứ. Dạ. Rồi. Cảm ơn bác. Đây là gì của Lan? Em là Ngọc Ánh, là bạn thân của Lan ạ. Bạn thân rồi. Dạ. Lan thấy bạn này thì cũng hiền và cũng chững chạc. Tuy nhiên thì hai bạn cứ nói chuyện thêm một thời gian, rồi cũng cho mình cái cơ hội để tìm hiểu nhau. Rồi, cảm ơn cả nhà. Em trai đi với ai? Hôm nay em đi mình anh ạ. Đi một mình hả? Rồi, không sao. Có tất cả những người đang ủng hộ em và đặc biệt là anh đại diện đàn trai luôn cho. Dạ, yeah, em cảm ơn. Được rồi. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt. Mở rào. Bắt đầu đi em trai. Anh có món quà tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Em cũng có quà chia vui cho tất cả mọi người biết có tặng cái gì nào. Dạ, em là một người rất là thích đá banh. Em xem đá banh và cũng thích đá luôn. Dạ, câu lạc bộ yêu thích của em là Barcelona. Nên là em tặng cho anh một bộ đồ thể thao của Barcelona. Em gái em thích đá bóng, em ở vị trí, thích vị trí nào? Dạ em tiền đạo anh ạ. Trời ơi, đó tiền đạo luôn hả? Dưới cho ta. Dạ. Bạn trai có thích chơi đá bóng không? Dạ em thì không chơi đá bóng anh ạ. Em chơi bóng chuyền. Vậy thôi mỗi đứa sân chơi đi. Vậy thôi mỗi đứa sân chơi đi. Anh có sở thích gì? Thì sở thích của anh là ca hát. Rồi ca hát liền luôn. Đến nhân với hôm nay thì em cũng mang đến một bài hát, là bài hát Bức Thư Tình Thứ Hai ạ. Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương, ta đã gặp nhau bối rối thật lâu. Đêm nay dường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau. Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao, sẽ luôn ở đây nơi tim anh. Tình yêu khát vọng phút giây anh nghe lời, vì biết em yêu anh. Và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài. Anh nhớ em, bạn đời ơi. Anh mơ môi sáng tình giấc, mắt anh kiếm tìm, tai anh lắng nghe, môi anh cất tiếng gọi, và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng. Hai, bạn gái cảm nhận thế nào? Bây giờ em hát tặng bạn trai lại đi. Dạ, em xin hát một đoạn nhỏ trong bài Tình Ngỡ Là Mơ. Cùng nắm chặt tay, cùng xây đắp ngày mai, nguyện cho bao yêu thương chẳng phai tàn.
Tìm đến bình yên, tìm đến những vần thơ, tình yêu bên cung đàn ca hát, rồi những nụ hoa hạnh phúc trong ngày qua, từ trên đôi môi yêu những tiếng cười, cùng nắm chặt tay. Em quên mất cái đoạn cuối. Được rồi. Hát giao lưu văn nghệ cho nó thoải mái trước khi chúng ta vào câu chuyện nha. Bây giờ các bạn thật sự thoải mái rồi ha, cảm nhận về nhau đi. Thì thấy bạn cũng khá là xinh. Cái mẫu người của mình là có một cái móc mái tóc dài thì mình rất thích. Anh đi, anh cho nó tình cổ. Anh có thích đi du lịch không? Thật ra thì cũng có ý định muốn đi du lịch thật, nhưng mà để cái thời gian thì cũng chưa có cho phép. Cho nên là một thời gian sau thì chắc cũng có lẽ cũng sẽ đi du lịch một lần. Tại vì em là người rất là thích di chuyển. Cái sở thích chính là du lịch và đá banh, xem đá banh. Thì cũng hy vọng là anh có thể là đổi sở thích lại một chút xíu, có thể là cùng nhau đi xem những trận bóng yêu thích. Cũng được. Đá không lại em đâu, em đá bóng này đâu. Thì bây giờ đổi qua đổi lại, nói chung là bạn này thì thêm cái sở thích đá banh, bạn kia thêm sở thích bóng chuyền. Bây giờ ta hẹn hò thế nào đó? Em thì làm việc ở tại quận 1. Thì thời gian làm là có ngày nghỉ thứ bảy và chủ nhật. Thì cũng có thời gian, nếu như mà ngày cuối tuần có thể hẹn hò là cũng có thời gian. Thì anh, công việc của anh thì cũng làm được nghỉ thứ bảy chủ nhật. Thì cái thời gian nếu mà mình có thời gian rảnh thì cho nhau một cái thời gian nào đó để mình hẹn hò với nhau. Anh có phải là người gia trưởng không? Không, thì bản tính là một người độc lập chứ không có gia trưởng. Nhưng mà mình có thể là bỏ thuốc được không? Cái đó thì sẽ cố gắng hết sức. Anh thấy hai bạn có vấn đề này nè. Bạn gái làm du lịch, muốn có những chuyến đi không dừng lại, muốn khám phá. Còn bạn trai thì ôm cái máy vi tính ngồi trong phòng, bao giờ cũng khô khan với máy vi tính đó. Chắc chắn là hai con người này sẽ là hai cái trạng thái khác nhau hoàn toàn luôn. Để cân bằng điều đó mới quan trọng. Thì đối với anh thì cái việc mà không phải là IT lúc nào cũng khô khan, đối với anh thì nó lại khác. Là một người rất là yêu thương động vật và đa số là thích đi khám phá những cái vùng đất và nó hoang sơ hơn, chứ không phải là IT nó cứ phải lúc nào cũng gắn với cái máy tính. Em có ghen không? Nếu như bạn ấy đi hay em cứ ngồi suốt trong phòng? Thì cái đó thật ra thì bây giờ nó bình đẳng anh ạ. Công việc nam có, nữ cũng có. Chứ không phải là như ngày xưa là đàn ông đi làm kiếm tiền, bây giờ phụ nữ người ta cũng làm ra tiền. Thì bây giờ công việc của ai người đấy làm, mình không thể nào mà vợ tôi đi làm, tôi ở nhà tôi ngồi tôi ghen. Không có, vợ mình cũng làm ra tiền như mình, tại sao mình ghen làm gì? Rồi được, vậy thì được đó. Quá hay. Em hãy đứng lên đến nắm tay bạn gái. Chúng ta có 30 giây nhìn thẳng vào mắt nhau và nói lên cảm xúc của mình với người đối diện. Thì đến với lần này thì cũng coi như là mình duyên với nhau. Thì anh mong là mình cho nhau một cái cơ hội mà mình có thể tiến đến cái tương lai. Thì anh mong là anh có thể dẫn em đi trong những chuyến đi mới của em. Em thì chỉ có một cái mong muốn là anh bỏ thuốc thôi. Tôi thấy ổn rồi đó. Phấn khởi đấy. Vấn đề là bỏ rồi thuốc đây. Thôi bỏ được không? Từ từ bỏ nhỉ. Từ từ bỏ nhỉ. Để tay nút bấm đi các bạn. Đã lúc ta đưa ra quyết định của trái tim mình. Suy nghĩ thật kỹ. Đây là cái duyên để xem có nợ với nhau hay không. Hãy làm đúng những gì trái tim mách bảo nha. Rồi, 1, 2, 3. Chúc mừng, trái tim đã đỏ. Hãy nắm tay nhau nào. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Và bây giờ có mẹ và gia đình bạn gái ở đây. Mình hãy nói gì và hứa gì đi với gia đình đi. Đây. Để mà nắm tay được con gái bác như thế này thì con cũng mong là bác cho con một cái cơ hội để hai đứa con tìm hiểu nhau. Tiến được tới hôn nhân thì nó lại càng tốt ạ. Thì em cũng mong muốn là mình sẽ bắt đầu được một mối quan hệ nghiêm túc và có thể là đi xa hơn. Và bây giờ thì bạn trai nào, bạn đặt một cái gọi là đánh dấu á, đánh dấu mối tình của mình. Con cũng xin phép bác, con
được hôn con gái bác. Đấy, mẹ xúc động khóc luôn kìa. Đây là những món quà mà chúng tôi dành cho các bạn. Hai chị em đi chơi. Đi xe đạp được không? Được luôn anh. Được luôn. Cán bộ nhà nước nha, chững chạc đấy. Có thể hay nghiêm túc mà. Nghiêm túc, thanh niên nghiêm túc đấy. Như có hẹn trước hay sao ha? Ừ. Làm như hẹn đâu từ lúc nào vậy đó. Anh hy vọng thì chiếc khăn này nó sẽ mang lại hơi ấm cho em. Hạnh phúc em lắm. Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Ngọc Ánh, em 24 tuổi. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu. Mình đang làm công việc gì? Dạ, em đang làm nhân viên khai phát cho một nhãn hàng giày của Pháp ạ. Rồi, bạn Ánh 24 tuổi ha. Mời bên trai bên kia giới thiệu. Xin chào anh Nguyễn Linh, xin chào chị Cát Tường, xin chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thanh Tâm, hiện đang công tác tại Phòng Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Vũng Tàu luôn hả? Ủa sao Vũng Tàu họ không gặp nhau mà họ đến đây mới gặp nhau nhỉ? Vũng Tàu anh làm ở đâu anh? Dạ, Vũng Tàu anh làm ở huyện Xuyên Mộc em ạ. Ủa, Xuyên Mộc, anh có làm gần Bà Tô không? Bà Tô thì đó là gần nhà của anh ạ. Có chừng... Nhà em ở Hòa Bình anh có biết không? Cách Bà Tô 10 cây á. Rồi, Hòa Bình anh biết, anh cũng thường ở đó công tác. À dạ. Hỏi cô có bà con không? Vậy là biết luôn rồi ha. Dạ, địa giới hành chính khu đó thì em biết. Đúng rồi, làm tài nguyên môi trường mà. Dạ. Rành lắm. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em rất vui vẻ, hòa đồng. Nói chung em hay cười. Em thích nấu ăn và thích làm việc nhà. Còn điểm yếu thì chắc là lúc yêu thì em hơi nhõng nhẽo một tí. Wow. Anh kia, anh có thích phụ nữ, con gái, bạn gái của mình nhõng nhẽo một tí không? Dạ không sao chị ạ, lúc em nhẽo có thể là dễ thương hơn. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của anh là gì? Dạ thưa là điểm mạnh của em là rất là tự tin khi mà báo cáo hoàn thiết trình trước đám đông. Có chí làm ăn, đam mê thể thao. Mặc dù người nhỏ nhỏ thế này nhưng mà em rất là thường xuyên chơi thể thao. Chắc khỏe đúng không? Dạ, chính xác. Rồi điểm yếu của em là gì? Từ lúc cũng hay tự kỷ về công việc, áp công việc, ít nói chuyện ai, tìm một nơi đó yên tĩnh mình suy nghĩ. Công việc em cũng áp lực đúng không? Dạ đúng ạ. Mình đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ thưa anh thì em trải qua 2 mối tình. 2 mối tình rồi. Lý do tại sao mình chia tay 2 mối tình đó? Mối tình đầu thì do cũng đam mê về công việc. Mới bắt đầu năm nhất đại học em đã làm thêm rồi. Về cái vị trí địa lý giữa em và bạn gái em hay xa. Mà em đam mê thể thao, em không lấy xe máy, em hoàn toàn em sử dụng sinh hoạt bằng xe đạp. Do đó không thời gian quan tâm nhau nhiều đó. Thì chia tay mối tình thứ hai. Có thể là một phần nào em công việc em ít quan tâm. Một cái điểm khuyết điểm của em là ít quan tâm bạn gái nhiều, chỉ đam mê công việc thôi. Đó, nếu mình yêu một người đó mà mình không dành thời gian để quan tâm đến họ, đúng là cái đó là người ta gọi là tệ đấy. Bây giờ mình rút kinh nghiệm chưa bạn? Dạ đã, thì trải qua 2 mối tình em đã học được bài học rồi chị. Bây giờ mình phải quan tâm bạn gái nhiều hơn nha, đặc biệt cô này là thích nhõng nhẽo, thích được người yêu chiều chuộng nữa nha. Dạ. Rồi, lý do tại sao mình phải cần tìm đến chương trình? Em cũng dễ thương, cũng năng động, vui vẻ, hay cười. Tại sao ấy? Dạ, tại lúc còn đi học thì em ham học. Mà lúc lên sinh viên thì em thích coi phim ngôn tình đó chị. Nên em gái của em kêu là xem phim ngôn tình riết là ế, mà ế thiệt. Rồi vậy hả? Ủa tại sao coi phim ngôn tình này lại ế? Chị chưa hiểu. Đó lúc trước mê soái ca quá, còn bây giờ là hết rồi chị. À, mình cứ đòi kiếm người giống như trong phim vậy nên ngoài đời không có đúng không? Em đi tìm soái ca hả? Mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi em? Dạ, em trải qua một mối tình, chia tay cũng 3 năm rồi. Mối tình đó kéo dài bao lâu? Dạ, hơn 1 năm chị. Lý do tại sao mình chia tay? Dạ, tại không hợp nhau với anh đó, ham công việc nên ít quan tâm nên... Đó, thấy chưa? Giống cái anh mình bệnh quá. Bây giờ em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Không cần đẹp đâu chị. Chỉ cần dễ nhìn, có duyên là được. Vui vẻ, hòa đồng, không gia trưởng. Hai chị em đi chơi. Đi xe đạp được không? Được luôn anh. Được luôn. Có những điểm gì em không thích ở người bạn trai? Đừng có nóng tính quá. Lúc mà cãi nhau thì đừng có giằng co. Tại vì em rất là dễ tính vậy. Chỉ cần giận nhau rồi qua một đêm là em quên à. Em không có giận lâu. Cứ im im để đó, mai tính ha.
đúng không? Chắc là vậy hả chị? Rồi, với lại nịnh em một xíu là em dễ mềm lòng lắm. À, chị thấy bên này cũng dễ lắm đó, không biết bạn trai sao, có tấn công nổi không chứ thấy dễ ẹt à. Mẫu người lý tưởng của em sao em trai? Quan tâm cho gia đình, có trách nhiệm và biết nên là có cái sự tình yêu đối với xã hội. Ngoại hình như thế nào có? Ngoại hình thì cơ bản thôi, em dễ nhìn. Em nói dễ nhìn như thế nào? Cái câu này mới là khó nè. Ví dụ như là ngoại hình có thể chiều cao khoảng tầm 1m5, 1m6 cũng được. Da trắng hay da ngâm cũng được. Ngắn hay tóc ngắn hay tóc dài đều được. Cái gì cũng được hết. Dạ. Thích là vui vẻ, biết quan tâm chia sẻ với công việc cũng như là áp lực của rồi, bạn trai. Dễ quá, nhưng mà giờ có cái điều nào phụ nữ em không thích không? Nãy giờ cái gì cũng được. Cầm ram. Thiếu quan tâm đến gia đình. Cầm ram. Dạ. Còn gì nữa không? Chỉ thế thôi chị. Dạ em chào chị. Cán bộ nhà nước nha, chững chạc đấy. Có thể hay nghiêm túc mà. Nghiêm túc, thanh niên nghiêm túc đấy. Bây giờ nếu như mà được thì bao giờ mình tiến tới hôn nhân được? Dạ thưa chị, nếu mà được thì chắc khoảng 1 năm. Sẵn sàng hết chưa? Chuẩn bị hết chưa? Tương đối được khoảng 80%. À, nhớ dành nhiều thời gian để đưa bạn gái đi chơi. Dạ. Chăm sóc bạn gái nhiều hơn. Lần này mình quen là mình tiến tới hôn nhân luôn. Dạ. Nhưng mà thấy tướng có vẻ hơi nhỏ con, hơi ốm yếu quá. Thấy ốm gì mà không yếu thôi chị. Chắc không? Dạ chắc ạ. Đâu hít đất thử chục cái coi thử. Em hít ở đây. Dạ đúng rồi chứ đâu giờ. Trên 10 mà bo thành 20 luôn ha. Trời ơi. Được. Bo thêm 10 cái nữa thôi. Đàn trai thấy dữ chưa? Sức khỏe tốt. Mọi thứ đã sẵn sàng. Nhỏ con nhưng mà nhỏ có vỏ. Để em xem đàn gái thế nào nha. Ôi, chào em. Quá xinh. À, anh bên đây á, thật sự rất là chững chạc. Ảnh cán bộ nhà nước mà. Bây giờ mình bàn cách làm đám cưới càng sớm càng tốt thôi. Ha. Dạ chơi vậy đó, tại bà ngoại em cũng hối em có bạn trai quá. Bà ngoại hối hả? Dạ bà ngoại em là người mong em có bạn trai nhất. Bà ngoại năm nay nhiêu tuổi? Dạ 82 rồi chị. 82 rồi. Dạ. Lấy lại lẹ đẻ cho bà ngoại có cháu cố ha. Đúng rồi, phải đẻ liền đó nha, lấy liền đẻ liền. Đẻ mấy đứa? Chắc một hai người vậy. Em thích con trai hay con gái? Dạ con trai. Thích con trai hả? Bạn trai thích con trai hay con gái? Ờ, thưa anh thì quan điểm em con nào là em cũng thích, nhưng mà nội là mẹ em thì thích con gái hơn. À, nhà nhiều con trai quá rồi. Nhà em thì ba đứa con gái nên em thích con trai. Nhà anh thì là ba trai. Trời ơi, có hai nhà nên này. Nên mẹ thích con gái. Đằng thôi à. Mình xin hai đứa đi, em một trai một gái cho đều. Dạ. Vậy cũng ổn rồi đó. Yên tâm, đàn trai là chuẩn luôn rồi đó. Chắc chuẩn chạc chị được con nít của em. Chịu được, anh em chuẩn chạc lắm. Hả? Không đó, anh có kinh nghiệm mới tình được cũ đấy. Rồi anh phải quan tâm tới bạn gái nhiều hơn chứ. Nãy giờ cái gì cũng được cho anh đây, chỉ có cái là thiếu quan tâm thôi, mà thời gian nó đã qua rồi. Bây giờ anh nghĩ rằng cần quan tâm phụ nữ hơn, bởi vì phụ nữ là những bông hoa xinh đẹp, mình phải quan tâm, phải chăm sóc ha, để làm cho bông hoa nó lung linh hơn nữa. Hôm nay mình có đi với ai không em? Dạ em đi với em gái em ạ. Cho em gửi lời chào đến em Quỳnh Linh, chào chị Cách Tường, chào em trai. Chào quý vị khán giả. Chị gái em thì khá là hiền. Ở nhà thì có ba chị em gái, không có con trai, nên phần lớn những cái việc trong gia đình thì chị em hầu như là rất là giỏi. Về phần em trai thì em thấy em rất là được ạ, ở gần nhà. Mà em thích điều đó. À. Và em tin là bà ngoại em cũng sẽ thích em. À. Và còn một điều nữa, tất cả những cái nãy giờ anh nói thì em rất là thích. Nhưng mà còn một cái vấn đề em đang băn khoăn là anh nói là anh khá là ít quan tâm bạn gái. Mà em lại không có thích điều đó lắm. Vì chị gái em thì một người là khá là lãng mạn, lại thích xem phim ngôn tình nữa. Nên là em mong là anh sẽ quan tâm chị em nhiều hơn một chút. Và ít nhất một tuần phải đưa chị em đi chơi 2-3 lần. Gái thường chị gái dễ sợ ha. Yên tâm, anh sẽ đưa xuống suối nước nóng tắm một ngày 4-5 lần luôn. Suối nước nóng Bình Châu hả? Dạ. Sao đúng rồi. Anh trai phải hứa với em gái cái cho em gái yên tâm chứ. Ừ, anh sẽ có hứa cố gắng đưa chị em một ngày đi chơi 2, một tuần đi chơi 2-3 lần. Hứa một ngày đi chơi 2-3 lần. Em sẽ kiểm tra nha.
Cảm ơn ạ. Nhà em làm giấy tờ sổ đỏ gì để anh lo. Rồi bạn trai mình hôm nay mình đi với ai nè? Dạ thưa chị, hôm nay em đi với lại dì em, dì thứ ba. À, và dì một thứ người ba. Bạn rất là thân của em. Chào dì. Dạ. À, chào anh Huyền Linh. Dạ xin chào chị Cát Tường. Dạ, dạ xin chào quý vị khán giả. Bây giờ dì thấy vui không? Dạ. Vậy giờ thì dì thấy vui không? Vui. Chào hai cháu. Hôm nay thay mặt bố mẹ cháu không có đi được, tôi phải thay mặt mẹ nó, tôi đi cho cháu tôi. Dạ. À, nói về vấn đề nhận xét bản tánh của cháu, của dì á, thì cháu yên tâm đi. Thấy còn trẻ thế còn già trước tuổi nữa. Vừa lo đi làm, vừa chịu khó bỏ tiền cho chăn nuôi nữa. Chịu khó làm chứ đi chơi thì ít, nhậu thì không có đâu. Cô thấy con dâu tương lai bên sao vậy? Dạ, cháu thì rất là đẹp xinh, đẹp người, đẹp nết. Ở gần tới lui nó cũng tiện nữa. Rước dâu cũng gần ha. Dạ. Dạ, trời. Dì chào cháu. Dì ở dưới kia lên luôn hay dì ở Sài Gòn? Dì ở thành phố, nhưng mà cũng thường xuyên đi dì dưới mẹ cháu hoài à. Dì dưới Bà Rịa, Bà Tô, quê dì ở Bà Rịa mà. Dạ. Như vậy là cơ bản là dì cặp này là dì chấm ha dì ha? Dạ. Được hả dì? Được. Dạ. Rồi, dì đồng ý rồi đó. Thôi bây giờ mình kéo màn lên cho hai cháu gặp mặt đi. Kéo màn. Không gian này là của hai bạn. Mời. Tham gia chương trình này anh có món quà nhỏ tặng em. Nó là một chiếc khăn. Thì cho anh xin phép anh cũng được tràn cho em. Dạ. Em cầm cho mình cái hộp. Như có hẹn trước hay sao ha? Ừ, làm như hẹn đâu từ lúc nào vậy đó. Anh hy vọng thì chiếc khăn này nó sẽ mang lại hơi ấm cho em, hạnh phúc em. Đẹp á, hay đấy, cái màu khăn với màu áo giống nhau á. Rồi chúng ta bắt đầu câu chuyện tình yêu nhé. Mời hai bạn cảm nhận về lần đầu tiên mở màn lên gặp nhau thấy như thế nào. Anh ơi, anh có thấy con gái mập không? Tại em hơi mập. Không, anh thấy em vừa người rồi, không có mập lắm. Qua giọng nói anh không nghĩ em xinh thế này. Nếu như mà được đến với nhau thì em thích sống ở đâu? Anh thích sống gần nhà hơn. Gần nhà, trên địa bàn huyện Xuyên Mộc. Dạ. Anh thì hiện giờ đang mua được một miếng đất rồi, được chưa có tiền xây nhà thôi. Chắc để đi cưới có xây nhà. Anh nghĩ cũng nghĩ thế. Em cưới lợi. Em suy nghĩ về gia đình như thế nào? Anh nghĩ gia đình thì cần sự vun đắp của cả hai người. Người phụ nữ phải biết chăm lo vun vén cho gia đình. Người đàn ông cũng phải thông cảm cho người vợ và giúp đỡ người vợ, chứ không phải là để người vợ làm một mình. Cảm ơn em, anh cũng thích như thế. Dạ. Cuộc sống vợ chồng phải biết chia sẻ. Dạ. Tôn trọng yêu thương nhau và bà phải tin tưởng. Dạ đúng rồi. Thì nếu tin tưởng anh thì hãy cho anh một lần để tìm hiểu em. Dạ. Đặt tay lên nút bấm nè. Rồi bây giờ mình bắt đầu kiểm tra lại nhịp tim của mình. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Gian. Nào hãy nắm tay nhau. Cái khăn rất là đẹp. Hợp lý đấy. Hợp lý. Một lát nữa hai người sẽ cùng nhau đưa về Xuyên Mộc. Vô tắm nước nóng Bình Châu. Thuận đường luôn ha. Trời đất ơi. Cao dữ rồi. Trời, tôi tưởng làm nghề người mẫu không á. Con hơi bị nhạy cảm, nghĩ nó hơi xa hơn á. Xong cái nhiều khi tự làm mình buồn. Nếu có cơ hội về Đắk Lắk làm đúng công việc của em có về không? Dạ, nếu mà có cái gì đó níu kéo thì em sẽ về. Câu này hay nhất nè. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Rồi, bây giờ mời bạn trai giới thiệu về mình. Đầu tiên con chào chú Quyền Linh, cô Hồng Vân. Chào con. Và bạn gái ở bên. Em tên là Lê Đình Quân, nghề nghiệp đó là kinh doanh. Em kinh doanh về mảng nông nghiệp và mảng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Mình mở công ty ở đâu? Ở làm chính ở Đắk Lắk luôn ạ, Buôn Ma Thuột. Công ty là của mình hay là sao Quân? Dạ cũng cố gắng, phấn đấu có một cái công ty nhỏ nhỏ. Giỏi quá. Rồi
Con sao nè? Dạ con chào cô Hồng Vân, chào chú Huyền Linh. À, chào con. Chào tất cả mọi người và bạn nam bên kia. Con tên là Nguyễn Thị Thanh Hà, năm nay con 28 tuổi. Hiện tại thì con đang là kỹ thuật viên xét nghiệm sinh học phân tử. Con làm việc tại phòng khám ở bên quận 11. Rồi con cao giống như người mẫu vậy đó. Con là quê ở đâu con? Dạ, dạ con ở Bình Thuận đó chú. Còn đây là quê ở Đắk Lắk. Bình Thuận đi Đắk Lắk cũng được. À, nhưng mà bây giờ thì hiện giờ thì cái khoảng cách mà làm việc nó hơi xa chút xíu. Bạn trai nói cho đàn gái biết điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của con thì tính cách thì hòa đồng, vui vẻ. Công việc thì siêng năng, tính tự lập cao. Còn điểm yếu có thể là đôi chút vẫn hơi nóng tính. Còn con? Dạ điểm mạnh của con là con khá là lạc quan, con cởi mở, con nấu ăn ok, con thích nấu ăn. Rồi cái nhược điểm của con là con quá kỹ tính, con bị bệnh nghề nghiệp á. Bị bệnh nghề nghiệp mà con con thấy ai mà để móng tay dài là con khó chịu luôn á. Vậy hả? Với lại có một cái nữa là con hơi bị nhạy cảm, ai nói một câu nói bình thường vậy thôi nhưng mà con lại nghĩ nó hơi xa hơn á. Xong cái nhiều khi tự làm mình buồn, nhưng mà bây giờ thì con đỡ hơn rồi. Đỡ hơn phải không? Bạn trai được tình duyên thế nào? Thì em cũng trải qua hai mối tình. Mối tình đầu tiên thì thời sinh viên, sau khi ra trường thì bạn nó có đi du học thì chia tay. Mối tình thứ hai thì do bạn nó là chọn công việc, chọn gia đình và cách xa em. Nên là hai người cũng không đến được với nhau. Còn con? Dạ con thì cũng ba mối tình. Hồi học đại học thì con có quen một bạn. Mà sau khi mà ra trường thì con đã ra trường đi làm rồi. Bạn vẫn không ra trường, bạn nợ môn mà kiểu bạn chơi game rất là nhiều. Con đã nói rất là nhiều lần, xong cuối cùng là con chia tay. Xong sau thời gian thì con có một cái anh đó thì gọi là cộng sinh, nó cùng giúp đỡ nhau á. Mà sau thì anh đó cũng phải về quê, xong rồi nó lấy vợ. Xong rồi con không quen ai trong một thời gian dài gần 3 năm. Thì con có tìm hiểu một bạn, nhưng mà kiểu bạn đó quá bận, con cũng bận quá, kiểu như không có thời gian cho nhau. Mà bạn đó còn nhỏ tuổi hơn con nữa. Thôi dần không tìm hiểu nữa. Con có ngại vấn đề mà không gian nó cách trở gì không? Con nghĩ là con cũng trưởng thành rồi thì không có cần phải là đưa đón nhau mỗi ngày hay là nhắn tin liên tục, nhưng mà chỉ cần gọi là chú ý tinh tế, biết quan tâm lẫn nhau là được rồi. Một cô gái hiện đại đấy, không vấn đề gì cả ha. Con có thích những cái người mà làm về cái nghề nghiệp của bạn, có con có thích không? Ra nhiều khi con nghĩ là nếu mà sau này con không làm ngành y thì con sẽ về làm vườn. Tại cô thấy con cái món quà của con nó liên quan đến cái đó thì cô nghĩ chắc con cũng thích cái ngành nghề đó. Đúng rồi, con thích cây. Rất trồng cao su tiêu điều rồi đó. Chào cưng. Rồi bây giờ cái mẫu người bạn trai của con thì như thế nào? Về ngoại hình thì kiểu như là nhìn tươm tắn, khôi ngô một tí. Tính tình thì điềm đạm, trầm tính một chút xíu. Tinh tế, biết quan tâm đến người khác. Giống mình đây rồi đó nha, tôi thấy giống mình đây rồi kiểu đó. Kiểu như là chỉ cần chia sẻ được với nhau mọi điều là con nghĩ là sẽ ổn hết. Bằng con hoặc là cao trở lên thì càng tốt. Con mét bao nhiêu? Dạ con mét 72. Trời ơi, mét 72 bao nhiêu người mẫu vậy đó hả? Mà ôi xưa đây 82. Vậy thì quá tốt rồi. Không biết đúng hay không. Con có cần yêu cầu phải đẹp trai, phải da trắng rồi thì môi đỏ hay gì không? Có cái gu con sao nè? Dạ không cần phải trắng quá, con trai ngâm ngâm một chút thì nó men đó cô. Đúng rồi, đúng cô rồi. Cũng vậy á, gu con là giống cô á. Trai ai trắng tươi. Ok. Sao? Còn bên đây bạn nam sao? Bạn trai nói mong muốn của mình về người hình mẫu lý tưởng cho. Đúng rồi. Còn mỗi nghe đi. Tiêu chí đầu tiên là mong muốn bạn biết hòa đồng, vui vẻ và biết cách ứng xử với mọi người. Em sống khá là tình cảm và nội tâm, thì không ra ngoài thì công việc thì sao cũng được rồi nhiều kiểu, nhưng mà về gia đình thì lúc nào cũng muốn dành tình cảm cho gia đình, cho mọi người xung quanh thân cận mình vậy. Không ạ, xấu đẹp không quan trọng. Dạ nếu mà có thể thì mình có thể xấu, nhưng mà có thể về mình quen nhau rồi có thể chăm bạn nữ tốt hơn thì sao. Chăm dạ. Giống như chăm cây vậy đó, phải không? Bây giờ là vấn đề chỗ đẹp xấu quan trọng, bởi vì tất cả mọi thứ phát triển rồi, xấu cũng thành đẹp được nữa. Rất đơn giản luôn ha. Để soi xem nhà gái thế nào. Con chào chú. Trời đất ơi. Cao dữ rồi. Trời, tôi tưởng làm nghề người mẫu không á. Dạ, tôi không nghĩ là có làm mẫu. Không, mẫu cao cao về dễ làm người mẫu lắm á. Cô dân cũng còn làm người mẫu được mà. Nè, tôi nói cho ông biết, bây giờ tôi vẫn làm mà, tôi nói cho ông biết à. Đừng có mà cười một cách khả ố như thế. Đúng rồi. Nhiều người mời cô dân làm mẫu lắm á. Chú đang định mời cô dân làm mẫu đó. Dạ, cô đẹp mà cô. Đẹp. Cô đẹp mà, thì hơi mụn miệng chút thôi. Chú Linh, chú nói cái chữ đẹp mà cái trời, cô nghe thiệt á. À, con không thích điều gì đàn ông?
À, con không thích đàn ông vô tâm. Người phụ nữ mà quyết định ở bên cạnh đàn ông á, chỉ là cần sự chia sẻ và lắng nghe thôi. Nhưng mà nếu mà đàn ông vô tâm á, thì sẽ không bao giờ để ý được đến cảm xúc của phụ nữ. Chính xác, đối phương nào bên nào cũng vậy. Nếu người khác vô tâm thì mình cũng rất là buồn ha. Nhưng mà bên đây là thôi, cứ đi với ai? Hôm nay em đi cùng với chú của em và ba anh em cùng công ty ạ. Rồi, xin mời đại diện nhà trai. Chú. Dạ, vâng, xin thưa anh Quyền Linh, chị Hồng Vân và thưa toàn thể quý vị trong phim trường ngày hôm nay. Cái việc này thì thực ra thì ở hai bạn là chính, chứ còn tôi thì tôi cũng không biết rằng là phải nhận xét ra làm sao, bởi vì là trong mắt của mỗi người thì nó có nhưng mà mình cái cảm nhận của mình nhìn khác nhau. Dạ, cái cảm nhận của mình về cô gái này thì như thế nào? Đó là theo cái góc nhìn của anh á. Nếu mà theo góc nhìn của tôi thì chấp nhận. Rồi, rồi, cảm ơn chú. Hôm nay con đi với ai nè? Dạ, con đi với ba người bạn thân và là cô đồng nghiệp của con. À. Dạ, con xin chào cô Hồng Vân, chú Quyền Linh, chào nhà trai và toàn thể các quý khán giả ở đây. Thì gặp bạn nam bên đây thì Hà nó giống như những điều bộc bạch, thì Hà cũng là người khá là kỹ tính, cho nên là tới bây giờ thì vẫn còn độc thân. Tuy nhiên là theo tao thấy á, bạn bên này là sạch sẽ nha, tinh tức, cũng thấy cảm thấy khá là ấm áp á. Cho nên là nếu mà mày cứ cho nhau cơ hội đi, coi xem nhau, xem thử như thế nào. Dù sao thì cũng 28 tuổi rồi. Vậy nha. Rồi, vậy nha. Rồi, cảm ơn nhà gái. 28 tuổi rồi, cảm ơn nhà gái, nhà trai. Rồi bây giờ chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt nào. Mở rào. Anh có bó hoa tặng em. Cảm ơn em ạ. Chút quà xíu nữa, sự cuối chương trình em sẽ mở nha. Dạ, em cảm ơn. À, em cũng có tí. Con bó cái gì con? Con có chút quà gửi cô ạ. Ồ, cô cảm ơn nha. Cà phê sạch organic ạ. Rồi, dạ. Em cũng có tí quà gửi anh. Cảm ơn em. Em nhìn anh thấy có như thế nào? Dạ, là anh tương tất ạ. Thì em là khá là xinh. Cao. Dạ, cảm ơn anh. À, cũng may mắn một chút là anh cao hơn em một chút. Dạ. Là con cao mét nhiêu? Dạ, con cao mét khoảng 73-74 ạ. Thì công việc của em thì thời gian nó có chiếm nhiều không? Dạ, khá là nhiều. Em làm từ 7 giờ sáng cho đến 8-9 giờ tối mỗi ngày luôn. Rồi. Nếu có cơ hội về Đắk Lắk làm đúng công việc của em có về không? Dạ, nếu mà có cái gì đó níu kéo thì em sẽ về. Câu này hay nhất nè. Về Đắk Lắk cũng xin được nghề này vậy. Em có thích kinh doanh không? Tại vì công việc của anh là kinh doanh, anh đi lại khá nhiều, cũng di chuyển nhiều. Thì thường thường anh đang sống với bố mẹ thì thường thì sáng anh sẽ đi, tối anh sẽ về. Trừ những hôm đi xa, ví dụ như là lên Sài Gòn họp hay là đi làm ở xa thì anh sẽ ở lại. Nhưng mà thường thường thì sáng đi tối mới về. Dạ, thiệt ra là em rất là thích kinh doanh luôn. Em thích cái công việc nó khá là năng động, nhưng mà kiểu ngay từ nhỏ thì gia đình hướng em theo ngành y, cho nên là em đi làm tới ngành y. Mà sau này khi mà tới một cái độ tuổi nào đó thì em sẽ chuyển hướng, em không có làm trong ngành y lâu dài. Cho nên kinh doanh thì em khá là thích. Anh thấy ngành y nó khá vất vả. Dạ. Ừ. Nó chiếm gần như là toàn bộ thời gian của em luôn. Nếu mà có cơ hội, nếu mà có duyên, dạ, thì anh mong sẽ được cùng em về Đắk Lắk kinh doanh, hai ta cùng kinh doanh. Dạ. Anh thì có thường đi công tác ở Sài Gòn không? Cuối tháng mà anh lại xuống đây. Đôi khi thì ta chỉ cần lý do để xuống thôi, vẫn có thể đi được mà, xe cộ đi lại cũng thuận tiện mà. Dạ. Vâng. Em muốn hỏi là anh có bị áp lực về vấn đề phải cưới sớm không? À, em hỏi câu đó hả? Dạ. Ví dụ như em, nếu mới ví dụ mình cho nhau cơ hội quen dạ, nhau yêu nhau thì ví dụ bao lâu thì em muốn cưới? À, ý em là em không phải vì tuổi tác mà em áp lực cưới, mà em chỉ cần là hai người hiểu nhau, cùng nhau tự nguyện tiến tới hôn nhân thôi, chứ đừng có đặt ra áp lực là vì anh với em khá lớn tuổi cho nên là nửa năm phải cưới hay một năm phải cưới. Em nghĩ quan trọng là tình cảm. Đúng rồi, dạ. Ví dụ gia đình thì cũng có áp lực với anh về cái dạ, chuyện cưới xin, nhưng mà đối với anh thì cái chuyện hôn nhân là chuyện cả đời, có thể là nhanh nhưng không thể vội được. Dạ đúng rồi. Quan điểm của anh là vậy. Em cũng vậy. Còn bây giờ thì cảm nhận các bạn bên thế đây, nào? Bên đây, bên đây. Các bạn cứ tự trả lời bằng nút bấm của mình.
đến lúc chúng ta rồi bấm luôn rồi đó, thôi thằng nó bấm lại. Luôn rồi. Hãy cùng nhau rồi nó bên đây nó bấm luôn rồi, khỏi nói đi. Rồi bạn bấm trước rồi. Được, không sao cả. À, bây giờ em có thể lấy món quà của anh tặng em. À, trời ơi, Thành này nó quyền bí thiệt đó, bây giờ mới cho mở quà. Đúng rồi. Ghê thiệt chứ. Thôi để anh mở cho. Để Quân mở đi. À, đây là một món quà mang biểu tượng của người Đắk Lắk, đó là chiếc nhẫn lông voi của người Đắk Lắk và có mang ý nghĩa là mong nó một biểu tượng về tình yêu ở chỗ em nên là muốn tặng bạn nữ. Đây, nào. Rồi. Trời ơi đẹp. Ơi. Trời ơi. Một nụ hôn đầu tiên. Đúng rồi. Để đánh dấu ngày mà chúng ta gặp gỡ, ngày mà duyên nó đến. Chào anh hôn em nha. Rồi. Hai đứa đi đường này. Dạ. Xuống đây. Đi đi. Đi xuống đây rồi đi thẳng qua đây nha. Dạ. Có nghĩa là em thích một cái người bạn gái vừa làm nghệ thuật vừa làm kinh doanh hả hay sao? Dạ vâng đúng rồi. Ồ vậy thì bên nhà gái tôi dư luôn rồi, người ta làm MC nè. Quên ăn, quên ngủ, quên tắm luôn á. Có giờ quên tắm mấy ngày không? Maximum 2 ngày thôi. 2 ngày nó cũng hôi lắm rồi. 2 ngày ở khí hậu Việt Nam mình là thấy cũng mệt mệt á. Bên muốn ở rể, bên muốn làm dâu đó. Mình có thể tính sau, có nghĩa là khi mà mình về chung là mình sẽ bàn bạc với nhau. Rồi sao em hồi hộp không? Dạ, lời đầu tiên thì em xin được chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh cũng như là bạn nam bên kia. Em xin được giới thiệu, em tên là Trần Thị Xuân Kiều, em sinh năm 96 và hiện tại công việc của em đang làm một freelancer và làm MC ạ. Quê quán ở đâu? Dạ, em ở Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk ạ. Em đang sinh sống thì tại quận 9. Mời em trai. Dạ, em xin chào tất cả mọi người ạ. Em tên là Trần Vũ Long ạ. Em sinh năm 91, em đang sinh sống và làm việc tại Biên Hòa Đồng Nai. Trước kia em có làm công nghệ thông tin, sau đó em có đi du học ở Hàn Quốc 1 năm. Bây giờ em làm quản lý của một cái spa sống ở Hàn Quốc ở Biên Hòa Đồng Nai. Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh nó cũng xa gì mấy. Mà bạn này bạn làm tự do, Linh ơi, bạn có thể xuống dưới đó bạn làm cũng được. Bây giờ đàn gái cho đàn trai biết một chút xíu về ưu điểm và khuyết điểm đi. Dạ, em thấy mình là một cô gái cũng khá hoạt bát. Em có cái nhược điểm gì không? Cái nhược điểm thường thấy nhất của em là em kiểu hay nóng tính, hoặc là khi mà em không vui thì em rất dễ quạo. Bữa nay là vui vẻ không quạo nha. Dạ đúng rồi, hôm nay là vui vẻ không quạo ạ. Rồi em trai, ưu điểm khuyết điểm gì? Ưu điểm của em là em biết công nghệ thông tin, em biết tiếng Anh, em cũng hay thích hát. Khuyết điểm em ngủ hơi nhảy. Nó đâu cũng dạ. Phải khuyết điểm đúng không? Rồi phải khuyết điểm đâu. Dạ hơi lộn thuộm. Dạ nhà chào chị ạ. Bây giờ em nói cho chị Hồng Vân biết. Dạ. Là em có bao nhiêu mối tình rồi để chú kiểm tra coi. Dạ chính thức là có 2 mối tình. Mối tình sinh viên là mối tình đầu tiên, cũng là mối tình dài nhất của em 6 năm. Còn mối tình thứ hai cỡ khoảng 6 tháng. Sau 2 mối tình thì mình thấy mình còn thiếu sót gì trong tình yêu mà mình cần phải hoàn thiện hơn? Dạ nói chung là em phải quan tâm bạn gái một xíu. Nhưng mà cái vấn đề em thiếu chăm sóc là do em bận công việc hay là vì cái bản tính em vô tâm? Em có một cái thật xấu là khi em tập trung em làm cái gì đó em quên hết mọi thứ luôn nhỉ? Quên ăn, quên ngủ, quên tắm luôn á. Có giờ quên tắm mấy ngày không? Maximum 2 ngày thôi. 2 ngày nó cũng hôi lắm rồi. 2 ngày ở khí hậu Việt Nam mình là thấy cũng mệt mệt đó. Dạ nhưng nói chung là khi mà em làm xong công việc là em nhớ ra là em thấy hôi là em đi tắm. Dạ. Thì đó em cần phải có một người bạn gái dạ, đúng rồi, quan tâm, tâm tí. Hiểu được cái điều đó để nhắc dạ, nhở rồi. Cho em. Đúng rồi. Sao nghe nói vậy có thấy một người bạn trai mình mà cái tập trung cao độ như vậy theo em đó là tật xấu hay là một cái cá tính tốt? Dạ theo em thì em thấy có cả hai khía cạnh luôn ạ. Em nghĩ là tập trung cho công việc hoặc là cho mục tiêu của bạn thì bạn cứ tập trung như vậy được vẫn tốt. Nhưng mà em nghĩ là được thì nên tiết chế bớt chứ cũng không nên quá mức mà gọi là tập trung mà quên ăn, quên ngủ, quên tắm luôn ạ. Cưng, hỏi nè, em có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, từ trước đến giờ thì em có một mối tình cũng là thời sinh viên 4 năm. Và với em nó cũng là mối tình sâu đậm nhất. Sau đó em chia tay tới giờ được khoảng 5 rưỡi, gần 2 năm rồi. Coi như là các bạn đều có những cái mối tình đầu ha, nó đẹp ha. 4 năm, 6 năm. Ôi nhắc mối tình đầu tự nhiên mình chợt nhớ là mối tình đầu của tôi nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu. Mối tình đầu giờ anh Huyền Linh còn nhớ mối tình của anh Huyền Linh là ai không? Dạ. Giờ vô cái chuyện khác đi, chuyện mới đi ha. Bình đàn gái em muốn mối tình tiếp theo của em là một người như thế nào?
Dạ, em thì chỉ cần kiểu cao hơn em cao một xíu em. Mà được thì nếu mà trên 1m7 thì càng tốt ạ. À, dễ nhìn, em cũng thích một bạn nam biết hát. Với lại bạn kêu bạn rồi. Cũng tốt về tiếng Anh mà em trong năm nay em cũng đang có định hướng là mình sẽ học thêm về Anh ngữ nên em thấy đó cũng là một lợi thế. Hợp lý quá. Nói bên đây cười. Đúng ý. Sạch sẽ, đẹp trai, 1m7 thì cũng được. Đôi khi chắc thiếu một phân gì đó. Tiếng Anh giỏi, giao tiếp tốt, ok. Em không thích cái điều gì ở cái người bạn trai? Em không thích những bạn hút thuốc hoặc là quá nhiều chơi game, kiểu ích kỷ hoặc là tính toán một xíu. Thì những bạn nam như vậy thì em không thích thôi. Còn là em cũng khá dễ. Có tính toán không? Dạ em không có hút thuốc, không có rượu bia, không. Có tính toán không? Không ạ. Rồi sao tính toán được, cuộc sống mà không tính toán sao được. Phải tính toán. Cho công việc thì em tính thôi chứ người nhà em không có tính toán. À, bên kia cũng đã đưa tiêu chí rồi, em đưa tiêu chí đi. Bạn gái em thế nào? Dạ thì em cũng cần một bạn gái biết thông cảm và chia sẻ lễ phép với người lớn. Cao thì khoảng 1m5 trở lên là được rồi. Đây cao 1m2, 1m3 gì vậy? Có gu ăn mặc cơ. Có gu, nhưng mà hơi gù được không? Nó nghe nó sợ rồi thằng nhỏ hoảng loạn luôn á. Em có thích bạn gái có cái nét phẳng phúc của gái Hàn Quốc không? Dạ được ạ, quá tốt ạ. Gái Hàn Quốc là sữa không á? Em có cái mẫu hình nào mà trong showbiz không? Dạ giống Miyu á, vừa đa tài với lại cũng biết kinh doanh á. Có nghĩa là em thích một cái người bạn gái vừa làm nghệ thuật vừa làm kinh doanh hả hay sao? Dạ vâng đúng rồi. Ồ vậy thì bên nhà gái tôi dư luôn rồi, người ta làm MC nè. Dạ. Ta làm kinh doanh luôn nè. Thôi đừng. Rồi không là nghệ thuật làm nghệ thuật là nghệ thuật đừng kinh doanh. Những người làm nghệ thuật kinh doanh bao giờ cũng giàu. Ông đó. Em không thích điều gì ở cái người bạn gái? Em không thích phụ nữ hay càm ràm. Mời phụ nữ nào cũng càm ràm hết trơn á. Thôi nói vậy chứ thôi giờ chắc đã hỏi được gia đình đó. Đi ha. Nói chung là hỏi gia đình đi. Qua trao đổi thì thấy hai đứa nó cũng có đồng có cảm với nhau rồi đó. Được không chị, mà... được không chị? Đó, có những cái chỗ mà nó chạm nhau đó. Bây giờ hỏi ý kiến gia đình đi. Dạ, ngày hôm nay em đi chung với mẹ em và dì của em ạ. Chào đại gia đình nhà gái. Dạ. Xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Dạ. Chào bên nhà trai và chào các khán giả trong trường quay. Cháu trai này thấy được. Thì cô cũng mong hai con bấm nút với nhau rồi dạ tìm vâng. hiểu với nhau rồi. Dạ vâng. Mẹ bật đèn xanh rồi đó. Rồi, con trai đi với ai? Em có đi theo với em trai với em gái. Em chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Em là em trai ruột của anh Long. Qua người có nói chuyện á thì em thấy hai người rất ư là bù trừ được nhau, rất là tốt để mà có thể quen với nhau. Anh Long á thì rất là tốt bụng, chỉ là hơi nhút nhát một chút thôi. Còn chị gái đây thì rất là biết cách nói chuyện. Em nghĩ là hai người nên tạo cho mình một cái cơ hội. Rồi, cảm ơn em. Yeah. Mở rào. Anh cũng tặng em hoa với lại sô-cô-la. Hoa này là hoa hồng sáp, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Còn thanh công an này chúc em luôn ngọt ngào như thanh sô-cô-la. Dạ, cảm ơn anh. Em cũng có một món quà gửi tặng anh, đó là một cuốn sách ạ. Cảm ơn em. Em thấy anh có giống như hình mẫu lý tưởng mà em hay suy nghĩ trước khi gặp không? Không biết sao nhưng trong đầu em thì em suy nghĩ ra anh là kiểu hơi cao cao gầy gầy hoặc là sao đó, nhưng mà nói chung anh vẫn kiểu vừa người tròn tròn vẫn dễ thương ạ. Thì đến đây là anh cũng giảm được 10 kg rồi đó, anh mới tới đó. Chứ trước anh cũng mập lắm. Chắc có em chắc anh thêm động lực thêm 5 kg nữa chắc được. Em tưởng là em giảm cách nào hay gì? Dạ em tập gym chị ơi. Em chỉ cho chị Vân đi. Nè cái người đó cũng cần phải giảm đó. Em cho anh hỏi về sở thích đi. Em thích đi đâu hay là thường em rảnh rỗi em hay làm gì? Em cũng kiểu có sở thích đi hay đi đây đó thôi chứ cũng không hẳn là đi du lịch. Thì ít nhất thường một năm em sẽ đi du lịch, nếu mà không xa thì sẽ đi gần khoảng ít nhất là một lần. Vậy thì anh có thích đi du lịch không? Và có thể sau này nếu mà hai đứa tìm hiểu thì anh có thể đi cùng em không? Một năm đi một lần thì ít đó em. Thường nhà anh một năm chắc cũng phải đi hai lần. Bây giờ quan trọng hai đứa xa hơn chút xíu đi. Rồi sắp tới ví dụ mình quen nhau, mình hiểu nhau, rồi khoảng bao lâu mình có thể đến với nhau được?
Thì anh năm nay cũng 29 rồi. Thì anh khoen, anh nghĩ chắc 30 là đẹp. Thì anh khoảng một năm thì mình tìm hiểu nhau, nếu mà được thì mình có thể đi đến chuyện hôn nhân. Còn em nghĩ sao? Em nghĩ là gặp một người mà em thấy phù hợp thì thời điểm đó là phù hợp, chứ không quan trọng tuổi tác ạ. Ok. Em có ngại làm dâu không? Anh là con trai trưởng cho nên làm dâu có thể là sẽ phải làm. Mẹ anh thì kêu là không cần, nhưng mà anh thì anh nghĩ là khi mà về già thì ai người lớn tuổi thì sao cũng phải cần. Mình cũng không cần ít cũng cần nhiều, cho nên cái việc làm dâu là cũng phải chuẩn bị sẵn tinh thần. Thật ra ví dụ như là anh muốn ở, nhưng mà ngoài anh có các em nữa, ví dụ như là các em anh thích ở hơn thì anh để cho các em anh ở cũng được. Anh luôn đặt anh là người sẽ phải làm cái việc đó, chứ anh không có đẩy bố mẹ anh. À, cái này em đang nói là kiểu san sẻ trách nhiệm chứ không là đẩy. Đúng là san sẻ thì mình vẫn san sẻ, mấy đứa em của anh vẫn san sẻ với tại anh. Nếu em nhưng mà cũng cái là người mà con trưởng xong rồi mẹ em thì ở một mình thôi, xong mẹ em cũng muốn em ở chung với mẹ em á. Em là còn mẹ thôi à, hay sao? Dạ, bố mẹ em thì hiện tại ly dị rồi và bố em ở riêng, còn em hiện tại đang ở với mẹ. Bên muốn ở rể, bên muốn làm dâu đó. Mình có thể tính sau, có nghĩa là khi mà mình về chung là mình sẽ bàn bạc với nhau. Em là con gái một hả hay sao? Dạ, em là con đầu xong còn một em trai nữa. À, vậy thì yên tâm, em trai thì nó cũng phải có trách nhiệm với mẹ. Cái dạ, chuyện đó là rồi. Đương nhiên rồi. Em hỏi vậy thôi chứ còn em thì không ngại vấn đề làm dâu. Thì em thấy làm dâu mà mẹ mà kiểu thoải mái thì đúng thật là kiểu mẹ chồng còn giúp mình nhiều lắm. Rồi, thôi chuyện đó mình bàn sau đi. Vâng ạ. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Vâng. Bây giờ em tiến tới nắm tay cô gái ấy, hát tặng một bài hát nào đó. Cảm giác như thế nào, đông đầy hay không? Khi gặp em từ giây phút đầu, anh đã tin mình sẽ mãi của nhau. Dẫu khó khăn cũng có sẵn bước trên đường xa, sẽ càng yêu và yêu thiết tha. Nép vào anh hoàn hôn nắng chiều, anh gọi tên cảm giác đó là yêu. Những phút bên cạnh nhau, ước muốn cho ngày sau sẽ được yêu và yêu rất lâu. Cảm ơn anh, em hát bài. Bạn gái hát lại. Em hát một bài cũng khá là nhẹ nhàng rồi. Em sẽ hát một bài hát vui tươi hơn một xíu ạ. Đường nào vào thiên đàng ái ân, là đường vào nhịp thở lần lần. Mùa xuân đang đi trong lời yêu mới, có hoa vàng phụ đơn mon gót chân mềm. Lạt vào vườn xuân tình ngất ngây, thả hồn vào cơn gió mê say. Cành hoa tươi trôn sâu cành xa vun, để muôn đời mình còn được yêu nhé anh. Yêu mới biết quên thời gian, khi biết yêu hoa sẽ mãi không phải tàn. Đừng nghe chim ru tai tìm hư ảo, không tình nào say đắm hơn em đâu. Tỏ tình một cái là vô thiên đường ái ân liền luôn. Mỗi người sẽ có 30 giây để nói với nhau những cái gì mình đang suy nghĩ trong lòng. Đôi khi là cuộc sống thì có những cái ngã rẽ, chúng ta phải biết lựa chọn. Thì anh mong em là sẽ cho nhau một cơ hội để có thể bước tiếp. Tất cả những gì cô gái trả lời sẽ bằng nút bấm 3 2. Một. Hết thời gian. Cặp đôi này là khá đồng cảm với nhau các bạn. Gần như là 90% các bạn có những điều rất hợp với nhau. Chúc mừng ha. Vân thấy cái cặp này các bạn mà đồng sàng đồng mộng tới cái mức có một cái vấn đề mà các bạn sẽ phải tế nhị để mà khi mà mình gặp nhau để mình bàn bạc, bởi vì làm hai dâu. Bạn này đều là những người có hiếu. Bây giờ xin phép được hôn nụ hôn đầu tiên trên gò má của bạn gái mình. Dạ, con xin phép bác cho con. Chúc mừng các bạn. Chúc mừng các bạn. Tôi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity, trọn gói với các sản phẩm
nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Mỗi bạn nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm tại tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Yakio là thương hiệu điện gia dụng cho mọi nhà.